Chiến sự Nga-Ukraine nóng gian tại chiến trường phía đông với các cuộc tấn công liên tục từ phía Nga. Hãng thông tấn Ukraineform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 16 tháng 6, có 88 cuộc giao tranh diễn ra trên tiền tuyến. Trong đó, Nga tăng cường hoạt động tại thành phố Pokrovske, tỉnh Donetsk. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày qua tăng cường các hoạt động tấn công, tìm cách vượt qua các phòng tuyến của Ukraine và cố gắng đánh bật lực lượng Ukraine khỏi vị trí Tại Pokrovsk, quân đội Nga không hề giảm tốc độ tấn công so với những ngày trước. Kể từ đầu ngày, quân Nga đã tấn công các tuyến phòng thủ Ukraine 36 lần với 25 cuộc tấn công bất thành. Tại tỉnh Kharkiv, quân Nga đã tấn công 2 lần vào thành phố Vopchansk. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi thành công một cuộc tấn công của đối phương. Từ tỉnh Benkrod, Nga gần biên giới Ukraine, quân Nga đã phóng 16 tên lửa vào Vopchansk. Tại thành phố Kupyansk, Kharkiv, lực lượng vũ trang Ukraine đang chặn đứng cuộc tấn công của đối phương gần các làng Beresov và Sepova Novoselivka. Thành phố Liman, Donetsk chứng kiến 10 cuộc tấn công của Nga trong ngày, trong đó lực lượng Ukraine đã đẩy lùi thành công 3 cuộc tấn công của đối phương. Tờ Kajib Independent dẫn thông tin từ chính quyền địa phương rằng Nga ngày qua đã nhắm mục tiêu vào tổng cộng là 9 tỉnh của Ukraine, bao gồm Chernihiv, Sumy, Poltava, Luhansk, Zaporizhia, Kherson, Dnipropetrovsk, Kharkiv và Donetsk. Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Tình trường tỉnh Donetsk, ông Vadim Filaski nói rằng lực lượng Nga vào ngày 16 tháng 6 đã tấn công làng Ulakly, cách Donetsk khoảng 60 km về phía tây bằng nhiều bệ phóng tên lửa. Cuộc tấn công khiến 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương, làm hư hại hai tòa nhà hành chính, một ngôi nhà, một cửa hàng và 8 ô tô. Tình trường tỉnh Kharkiv Ông Oleksiy Hubev báo cáo rằng quân nga ngày qua đã tấn công làng Kurilipka tại thành phố Kyiv bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt, khiến một người bị thương và ba ngôi nhà bị hư hại. Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đó nói rằng nga đã bắn khoảng 3.500 tên lửa mỗi tháng vào các mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 16 tháng 6 cho biết rằng, trong 24 giờ qua, lực lượng không quân chiến thuật, máy bay không người lái UAV, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công các cụm lực lượng vũ trang Ukraine ở 115 khu vực. Nhóm chiến đấu trung tâm của Nga ngày qua đã giành quyền kiểm soát một ngôi làng ở tỉnh Zaporizhia, đồng thời khiến Ukraine thiệt hại 375 binh sĩ, hai xe chiến đấu bộ binh, hai thiết giáp và nhiều khẩu pháo. Nhóm chiến đấu Ballet Group Nord của Nga đã đẩy lùi ba đợt phản công của lực lượng vũ trang Ukraine và đánh bật hai lữ đoàn Ukraine, khiến đối phương tổn thất 265 binh sĩ, hai xe tăng và một số đơn vị pháo binh. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhóm các đơn vị thuộc chiến đấu phía Nam của Nga cũng đẩy lùi bốn đợt phản công của lực lượng vũ trang Ukraine và đánh bại ba lữ đoàn đối phương trong này. Tổn thất của Ukraine tại các khu vực do nhóm chiến đấu phía Nam kiểm soát lên tới 380 binh sĩ, một xe tăng Leopard, hai thiết giáp, 15 phương tiện và nhiều khẩu pháo. Tương tự, tại các khu vực do nhóm chiến đấu phía Tây của Nga kiểm soát ở Donetsk, Ukraine mất tới 500 binh sĩ trong ngày. Nga nói rằng nhóm chiến đấu phía Đông của nước này ngày qua đã loại khỏi vòng chiến 135 binh sĩ, một xe chiến đấu bọc thép, bốn phương tiện và hai khẩu pháo của Ukraine. Ngoài ra, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 10 UAV Ukraina trong khu vực do nhóm chiến đấu phía đông quản lý. Cùng ngày, nhóm ballet group US của Nga đánh bại nhân lực và trang bị của ba lữ đoàn Ukraina. Trong khi đó, nhóm chiến đấu Dnep cũng gây tổn thất cho Ukraina 90 binh sĩ cùng một số vũ khí khí tài trong ngày 16 tháng 6. Trên lãnh thổ Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ một UAV Ukraina trên bầu trời vùng Krasnodar, không có báo cáo về thiệt hại. Phát biểu tại một hội nghị của phe bảo thủ ở bang Michigan của Mỹ cuối tuần qua, ông Trump cho biết, tôi nghĩ ông Zelensky có lẽ là người chào hàng vĩ đại nhất so với bất kỳ chính trị gia nào trong lịch sử. Mỗi ngày ông ấy đến đất nước của chúng ta, ông ấy đều ra về với 60 tỷ đô la Mỹ. Ông ấy vừa rời đi 4 ngày trước với 60 tỷ đô la Mỹ, sau đó về Ukraine và thông báo Kiev cần thêm 60 tỷ đô la Mỹ nữa, nếu không, xung đột sẽ không bao giờ kết thúc. Mỹ và các quốc gia G7 khác hôm 13 tháng 6 đã thông báo dành cho Ukraine khoản vay trị giá 50 tỷ đô la Mỹ từ doanh thu của khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản bị phong tỏa của Nga. Mặc dù ông Zelensky không yêu cầu 60 tỷ đô la Mỹ nữa, sau khi rời hội nghị thượng đỉnh G7 ở Italia, nhưng tổng thống Ukraine đã nhiều lần than phiền về việc các đồng minh phương Tây không chuyển giao đủ số lượng tiền mặt và vũ khí cam kết cho Kiev, đồng thời tích cực vận động các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng hòa của ông Trump ở Washington phê duyệt gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ công bố hồi tháng 4. Ông Trump nói với đám đông ủng hộ ở Michigan: "Tôi sẽ giải quyết vấn đề đó trước khi trở lại Nhà Trắng. Với tư cách là tổng thống đắc cử, tôi sẽ xử lý việc này" nhắc lại những phát biểu lặp đi lặp lại của mình từ năm 2022 rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông làm Tổng thống. Cựu lãnh đạo Nhà Trắng nhiều lần cáo buộc chính sách trợ giúp quân sự không giới hạn cho Ukraine của đương kim Tổng thống Joe Biden đang đẩy Mỹ tới chiến tranh thế giới thứ ba. Ông Trump cũng có quyết sẽ chấm dứt xung đột moscow kiev trong 24 giờ nếu đánh bại ông Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Ông Trump chưa bao giờ tiết lộ chi tiết cách thực hiện được mục tiêu trên ngoại trừ việc ông buộc ông zelensky phải đàm phán với tổng thống nga vladimir putin tuy nhiên hãng thông tấn bloomberg và báo washington post gần đây đưa tin ông trump sẽ tận dụng sự hỗ trợ quân sự khổng lồ của washington cho kiev để gây áp lực buộc ông zelensky phải chấp nhận mất một số vùng lãnh thổ trước xung đột của ukraine Ông Trump đã không vận động các đồng minh của mình trong Quốc hội Mỹ chặn gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine hồi tháng 4, nhưng cho biết vào thời điểm đó rằng ông sẽ ủng hộ việc cho vay thay vì tặng tiền cho Kiev trong tương lai. Theo các blogger quân sự của hai bên, tại một nhà máy xây dựng ở rìa phía bắc Verbchans cũng đang diễn ra những cuộc đụng độ ác liệt. Stanislav Buniatov, còn được gọi là Osman, chỉ huy một tổ lính Ukraine, đã miêu tả tình hình ở Vopchansk, thuộc phía đông Kharkov, và cách biên giới vài km là khó khăn nhưng kiểm soát được và nói rằng quân đội Nga đang bị bao vây. Ông Buniatov nói trên Telegram, các binh lính của chúng tôi không đánh mất các vị trí của mình. Đôi khi tiến hành các cuộc tấn công thành công, giành được các vị trí đẩy lùi đối phương. Các lực lượng của Nga bắt đầu vượt biên vào tháng trước trong cuộc tấn công theo nhiều hướng mà Điện Kremlin cho biết nhằm tạo ra một vùng đệm để ngăn Ukraine tấn công các thành phố của Nga như Belgorod. Đầu tiên, Nga giành được một số ngôi làng gần biên giới và tiến đến Diyavochans, nơi mà các lực lượng của Ukraine giành được vào tháng 9 năm 2022 sau khi bị Moscow kiểm soát trong một vài tháng. Nhóm quan sát Deepset của Ukraine cho biết các nhóm nhỏ binh lính Nga đã nhiều lần cố gắng chiếm nhà máy xây dựng trên nhưng đã bị các lực lượng của Ukraine đẩy lùi. Cho rằng việc tiếp tế cho các binh lính Nga sẽ ngày càng trở nên khó khăn, Deepset tiết lộ thức ăn và nước uống đang được vận chuyển cho họ bằng UAV. Các video gần đây cho thấy các UAV của Ukraine đang tấn công nhà máy này. Blogger quân sự Nga Wakonzo cho biết trên Telegram rằng giao tranh trong khu vực diễn ra ác liệt khi quân đội Ukraine tiến hành các cuộc phản công, cố gắng đánh bật các lực lượng của Moscow khỏi các vị trí họ chiếm giữ, nhưng không đề cập đến việc quân đội Nga bị bao vây. Ngày 16 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo rằng quân đội đã cải thiện tình hình dọc tiền tuyến và đánh bại các lực lượng cũng như là trang thiết bị của Ukraine trong các khu vực Vovchansk-Snenikov và Vovchansky-Kutori thuộc Kharkov. Bộ Quốc phòng Ukraine chưa đưa ra bình luận. Bộ Quốc phòng Nga hôm 16 tháng 6 nói rằng nhóm chiến đấu Vostok của nước này đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Zagonoye ở vùng Zaporizhia. Tuyên bố cho hay các đơn vị của nhóm chiến đấu Vostok đã kiểm soát khu định cư Zagonoye ở vùng Zaporizhia và giành được các phòng tuyến thuận lợi hơn. Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 58 của lực lượng vũ trang, Lữ đoàn Bảo vệ lãnh thổ số 123 và Lữ đoàn số 15 của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã bị đánh bại. Nhóm chiến đấu Yuk của Nga đã cải thiện vị trí dọc chiến tuyến và loại bỏ của Ukraine 380 binh sĩ, một xe tăng Leopard, hai xe chiến đấu bọc thép Kozak. Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm chiến đấu Tersen đã cải thiện vị trí chiến thuật, đẩy lùi 4 cuộc tấn công và loại khỏi vòng chiến đấu tới 375 binh sĩ Ukraine, hai xe chiến đấu bộ binh, hai xe bọc thép Humvee và Max Pro do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, Nga tuyên bố Ukraine đã mất hơn 500 binh sĩ trong cuộc đối đầu với nhóm chiến đấu Zabat của Nga và tới 265 binh sĩ trong trận chiến với nhóm chiến đấu Siver. Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên. Trong khi đó, thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ tiếp tục nỗ lực thiết lập vùng đệm ở vùng Kharkov cho đến khi đảm bảo rằng lãnh thổ của họ được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công bằng pháo kích của Ukraine. Ông tuyên bố những nỗ lực đang được thực hiện để thiết lập một vùng đệm ở Kharkov. Những nỗ lực này vẫn tiếp tục cho đến khi chúng tôi bảo vệ được Sibekino, vùng Benkodot và các khu vực khác của chúng tôi trước các cuộc tấn công pháo kích của Ukraine ngoài ra ông peskov cho rằng điều kiện hòa bình của tổng thống nga vladimir putin sẽ được các bên xem xét trước đó ông putin đưa ra đề xuất hòa bình mới nhằm giải quyết xung đột ở ukraine bao gồm việc ukraine chấp nhận các điều kiện như nhượng lại toàn bộ năm khu vực của ukraine đã bỏ phiếu trưng cầu dân Ý để sáp nhập vào Nga, bao gồm bán đảo Crimea, rút quân đội hiện có của Ukraine ở các khu vực này, từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO, cam kết không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân cũng như phi quân sự hóa, phi quốc tế hóa và tôn trọng quyền của người dân nói tiếng Nga. Theo ông Peskov, bất chấp việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ điều kiện của ông Putin, có khả năng sẽ có những lãnh đạo tỉnh táo hơn, sẽ suy nghĩ kỹ xem liệu có đáng để chờ đợi tình hình có thể còn xấu đi hơn nữa hay không.